Hoàng Xanh xin kính chào tất cả các chú anh chị biết khán giả với của chúng mình thân vương xem cái Hoàng Xanh. Rồi chào các cô ha, chào tất cả luôn. Trước tiên thì con cảm ơn cô đã có lòng hảo tâm để mà quan tâm với hoàn cảnh nghèo, tại vì cô gọi điện cho con tới là đó là điều đáng quý. Nhưng mà con chia sẻ trước, tại vì mỗi hoàn cảnh nó đều có duyên, có phước, có phần hết. Nếu mà có duyên thì được hữu duyên với những người mà có lòng hảo tâm á, còn không có thì con cũng biết sao nha. Nhưng mà trước tiên bây giờ thì mình vô nhà mình tìm hiểu hoàn cảnh đi. Giờ các cô có vô chơi không? Vô luôn nha. Vô chơi, trời ơi, trông gặp mặt chú vui lắm mà. Vậy hả? Muốn gặp mặt. Coi trông luôn. Sáng ngày thứ 9 nói là đang đi đám luôn á. Vậy hả cô? Cô đang đi đám ở đâu? Em đi đám cặp bên. Vậy hả? Trời ơi, cô xăm môi nó kìa, cô đẹp quá à. Bà nói đơn tôi có một đẹp trai mà ở ngoài, ngoài đẹp trai dữ nữa kìa. Cảm ơn các cô. Dạ, vậy là cô đi xe lăn hả? Cô bao nhiêu tuổi rồi? Nhà này là nhà tình thương á cô. Tình thương. Ở đây vùng sâu vùng xa cô chú anh chị ơi, ở đây là mình là xã Ninh Quế không? Không phải, xã Ninh Hòa. Xã Ninh Hòa, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu. Dạ. 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 Rồi thì hôm nay thì con giới thiệu với bà là con là Hoàng Xanh. Chưa bà đi hen, bà năm nay 81 tuổi phải không? 83 cậu ơi. 3 tuổi rồi, wow, con với là con khỏe quá hen. 83 cậu. Rồi chơi chân của bà bị sao vậy ạ? Hả? Cái chân của bà bị sao vậy ạ? Mấy năm rồi nè, bao mất tai biến. Dạ, hồi đó là bị đi trị bệnh nè, bác sĩ chọn kêu tôi bà đừng đi. Ở nhà ta chết thuốc đi ra té chết liền. Rồi dạ. Tôi trị tới mấy ngày bớt rồi con vịt rồi ăn mà tôi chống đi. Hai cái tay chống gậy mà ra nó té rồi thui luôn mười mấy năm nay. Dạ là giờ là cái chân mình là bị teo luôn hả bà? Teo luôn hả? Rồi đâu có đi được. Rồi ông xã của bà mất lâu chưa? Cái gì đây? Ông xã của bà mất lâu chưa? Ông xã? Lâu rồi. Rồi vậy thì bây giờ là hoàn cảnh của bà đây là có mấy người con, mới có mấy người con? Có 4 người mà chết trong tết đến con người hết người, giờ còn 3 người. Dạ còn 3 người. Ta cho không chứ tôi có nhà đâu. Dạ. Được ta cho là quý rồi. Đó đó bây giờ việc việc các chị đó thế nào, các chị đó tính tình thế nào, có giao lưu được không? Chào chị. Rồi còn chị nào nữa? Rồi nhà toàn là người đẹp không hen, còn mấy người nữa? Còn nữa hả? Vậy là một. Ồ, người bệnh nằm dưới giường hả? Dạ chào chị. Chị này là chị thứ mấy? Thứ út hen. Dạ. Dạ. Nhưng mà mấy chị em chị hơi khờ. Đúng rồi không ai. Ừ đúng rồi. Vậy không? Khờ không hen. Khờ không. Dạ dạ qua thăm bật đèn xíu, qua thăm xíu đi. Có đèn mưa. Ờ. Rồi chị ấy nghe chị chia sẻ là chị chia sẻ là chị ấy bị tai biến phải không? Bị tai biến lâu năm chưa? Dạ. Rồi bà con lối xóm mình có giúp được gì không? Thì qua cũng nghèo cũng khổ, rồi lâu lâu cũng lại cho người vài chục hộp sữa rồi cái nội như vậy. Vậy thì quý quá rồi. Chị tay biến chị nó không được rồi. Dạ em chào chị hen. Rồi vậy thì bây giờ thăm chị thì hôm nay thì có món quà của chị Thảo ở Tiền Giang nè, sẽ gửi cho mình ngũ cốc dinh dưỡng hen. Đây hai hộp ngũ cốc đây là của chị Thảo ở Tiền Giang đây. Một người fan mà coi kênh của em. Đây gửi cho chị uống này ha. Ngũ cốc á, cái này pha với nước nóng uống. Dạ. Rồi cái phần này trước tiên thì Xanh cũng trao trước rồi số tiền của anh Đạt ở Ninh Quế luôn. Cũng gửi cho 500.000 đồng. Dạ rồi không sao đâu. Rồi vậy chị nằm khỏe hen. Rồi vậy em chào chị hen. Chị nghỉ ngơi đi ạ. Vậy là nhà coi như là mình. Nhà trước kia là chị chia sẻ là tổng cộng là mấy người con lận? Nhà trước lúc trước là mấy người con lận cô? Thằng chết là thằng rể. Còn nhỏ con gái cũng có nhỏ đó mà nó có chồng bên kia kìa. Cũng nghèo dữ lắm. Rồi chết vậy, trong Tết chết anh đứa. Vậy là còn một người đứa. Con lấy chồng nữa. Là mấy người lớn, tổng cộng là mấy người cô giới thiệu cho rõ cho con. Bây giờ con không biết mấy người con luôn á, tổng cộng á. Tổng cộng là 5 người. Mà chết đứa còn 4. Dạ. 5 người còn 4. Dạ, vậy chị này cũng đâu có khờ đâu. Vậy là chị đây cũng nói chuyện hay quá ha. Cái này không phải cái gì đâu, cái này không phải là đồ ta hút micro đó. Cái này nói chuyện thôi, âm thanh nghe rõ hơn.
Ủa chị tên gì? Tên Trúc. Chị Trúc hen, chị Trúc năm nay nhiêu tuổi rồi? 4 mấy rồi. 4 mấy hả? Rồi có gia đình chưa? Có gia đình mà chồng con chết trơn rồi. Vậy hả? Giờ dạ. Với mẹ. Tiếc quá hen. Thì thôi mỗi người đều có một cái số mệnh hết đó thôi. Cũng nói chuyện cũng đã qua lâu rồi phải không? Dạ, cũng giáp năm rồi. Dạ, rồi vậy cũng xin chia buồn sâu sắc đó chị hen. Dạ. Rồi bây giờ thôi, bây giờ gắng nuôi mẹ đi. Dạ. Vậy hằng ngày mình làm nghề gì á chị? Trời, bắt ốc, như ra ruộng bắt ốc bán cho người ta. Dạ. Ghe vô nó căng. Dạ, rồi cái này lấy chuối này là mình làm gì? Gấp bán cho người ta đó, người ta chưa lấy. Dạ. Có mần gì có tiền đâu. Dạ. Gốc lá chuối rồi bán như bắt ốc vậy, có mần gì được. Cô thì què rồi, tối ngày ở nhà không có đi đâu. Dạ. Không mần gì được hết trơn. Dạ. Vậy là vậy bây giờ là gia đình mình là mưu sinh là nhờ có chị Út này. Dạ. Út này với nhỏ kia cũng yếu đuối mần không được, không có chồng. Mần dạ. Bậy bạ bắt ốc chứ mần chồng được. Có giúp gì không? Hả? Nghèo cũng chết, bả đi. Đâu có gì chồng ăn nhậu quá. Ăn nhậu hả? Ừ. Hai đứa con rồi bà chồng nhậu nữa, ăn lại kèm nhậu nữa hả? Phải nó còn khổ nha. Mà nó nhỏ xíu à. Nó nhỏ như nhỏ đó vậy đó. Dạ. Vậy đó. Xíu ha. Ừ, khổ lắm. Dạ. Gia đình mình cũng tới 5 người con gái ha. 5 người con. Mà mất hết một người, còn bốn bây giờ chị gái này thì tùy tay biến. Còn ba là chị nhỏ nhỏ hồi nãy với chị này với một chị có chồng ha. Dạ. Chưa có rồi. Chồng chết rồi không có chồng nữa. Dạ. Chồng chết. Nói rồi. Đường bả không có chồng nữa. Nói chị nói cô nói kia kìa, tao nói cô có chồng rồi kìa. Bà biết ta nói. Bà lãng tai, bà nghe em có gõ. Ai nói lớn mày nghe chứ nói nhỏ. Chị thì cũng bình thường mà nói chuyện bình tĩnh mà. Bởi vì nhà có anh bả đó, bả mới có chồng đó mà cuối cùng bả xui xẻo gặp chồng chết nữa rồi đó. Dạ. Rồi cái này là bán, mình bán cái này bán cho người ta được nhiêu tiền chị? Tại gói bánh này bán ký 5 ngàn. Ký 5 ngàn như đây có nhiêu ký ta? 6-7 ký gì đó, mà người ta đặt như cái này. Cái này chuối thôi để người ta gói bánh nè. Rồi có chầm lá đó, biết chầm lá luôn hả? Chính đây cũng giỏi quá chứ. Đâu có tiền tất nhà, người ta cho nhiêu ở nhiêu còn. Dạ, giờ con thấy nhà cửa đâu cũng ổn rồi đó. Ta mới cho rồi qua con lúa quá trời nè. Lúa của ai người chị và bà gửi, bà con bà gửi. Chị chưa có lấy vậy đó. Lấy của chị nào, lúa của chị nào? Bà con ở đâu Ngăn Châu gì á, bà gửi. Lúa cô đâu nhiều với bà có lúa. Con ơi, nhỏ nha cha nha, bà xui với đứa con bà xui mua rồi gửi rồi ai về. Cái nhà cái trái vậy, cái sửa nhà cái là mà bả ra bả coi cái thằng con á té gãy xuống ghè bả bệnh, chị bệnh muốn chết rồi đốt tay rồi bỏ đó. Bỏ lúa nhà. Rồi người ta gửi đó cho ta tôi gửi lúa, người ta có cho lúa mình không? Không cho đâu. Sao vậy, gửi không cho? Không có cho, bị trời mưa người ta chưa lấy được vậy. Nhưng mà tao thấy mình khổ kêu người ta giúp ít đi chị bao chà gạo. Không có, có khi người ta cho anh trời túm gạo 1 chục ký rồi hay được. Dạ, gì cũng đỡ ha. Chứ người ta không có cho nhiều, người dạ. 1 chục ký ăn vậy. Rồi nhà mình có làm ruộng không? Không. Không có ruộng hả? Ruộng hết rồi, thiếu nợ bên ta lấy hết rồi. Mình có ruộng công nào không? Không có. Không có vườn, có vườn này nè. Dạ, có vườn thôi phải không? Có chỗ ở đây rồi. Chứ không có chỗ ở, người ta không cất nhà đâu. Dạ. Rồi. Có chỗ ở, người ta mới cất nhà cho đó. Dạ. Vậy là xưa nay là không có đất luôn hả? Ờ, không có, tôi có mần gì có đất. Có hồi trước khi có, chứ giờ mà bán hết trơn thiếu nợ đó. Thiếu nợ mà tôi bệnh, mẹ tôi chết nè, rồi ổng chết nữa. Rồi tới nhỏ đó, đau hồi chết tới giờ đi không được nữa. Dạ. Rồi nhỏ này có chồng, có đứa con, rồi chết chồng con hết trơn, còn con đứa đó. Tính là gia đình mình cũng cũng như là không biết dùng từ gì cho đúng, như là kiểu như là đã là mình đã không có được cái rồi, mà thêm cái chưa mấy tháng trời là có rể nhờ hay không cơ. 6-7 tháng nhà khổ quá. Dạ,
Nhưng mà cái anh mà con rể mất á, anh là chồng của chị Út này xưa sao? Cũng nhậu đó. Cũng nhậu luôn hả? Nhậu lắm. Cái chú này ca đợt đó với xong ca với cô nào bên từ thiện gì mấy người hết mấy ước mơ. Có Trấn Thành. Dạ. Có con vợ Hà Trâm gì đó rồi chú bợ tay nhỏ kia cũng ở dưới này cười quá trời, tôi cũng cười quá trời. Chú mất cỡ á, chú này mất cỡ bợ tay ta làm cũng như làm cho mà ăn ý vậy đó. Dạ, con đi làm từ thiện áp lực cuộc sống á, con bị già luôn nè cô, hồi đó con non quá. Rồi biết sao không? Cái ông ở dưới không? Ông ngồi ông cái mặt ông thằng chậm đứng là chồng bà đó, thằng chậm ngõ đó đó. Thậm đứng hả bà, ông làm gì ông muốn ghen vậy đó. Để giữ ta. Coi quá trời, quá trời. Trời tôi coi chú ca mà lần nào cũng ca mà ca sao nó ca hay lắm mà thằng này nè. Rồi sao ca với mấy cái cô nghệ sĩ nữa. Dạ. Rồi chú ca sĩ nè, tôi biết luôn. Dạ, lẽ. Thì cảm ơn xóm Ghiền mình với bà con quý khán giả đã xem kênh, đã xem để mà ủng hộ những người làm từ thiện á, rất là quý luôn. Thì quay lại câu chuyện của gia đình đó, thì gia đình của bà thì đại khái là thấy cũng thương, tại vì số phận mình cũng thẩm hiu, bởi vì là con cái thì khờ rồi bệnh đó, rồi bà thì mưu sinh thì không được nữa, nên thì mình cũng như là mình có gì sống qua ngày lay lắt ha. Yeah. Thôi bây giờ em nói chị nghe nè, bây giờ chị Út này là cũng còn sức khỏe thôi, xóm Ghiền ta mướn gì làm nấy đi ha. Coi như là mình có sức khỏe, coi như mình làm được đó, thì mình cứ làm để mà mình có thể mà sẻ chia với gia đình. Còn bà con lối xóm thì bây giờ ai cũng biết gia đình mình khổ rồi thì chắc chắn không ai bỏ mình đâu. Ví dụ người ta không có thể giúp cho mình là cái gì đó nó to tát, nhưng mà ít ra một chén cháo, một bát rau, một bó rau thì đó là cũng một cái sự là ân sâu nghĩa tình ha. Cho nên thì cứ như vậy là mà sống thôi, bà con lối xóm mà như vậy. Còn vấn đề mà để mà Mạnh Thường Quân giúp đỡ thì thực sự mà khi nào mà em post lên kênh á, thì khi nào mà có Mạnh Thường Quân giúp đỡ thì em sẽ mang tới. Còn trong trường hợp gia đình mình không có duyên với Mạnh Thường Quân đó thì coi như là em tới thăm lần này để mà em sẽ chia hết những cái khó khăn của mình, cho mình có cái sự động viên, có mình có cái động lực hơn để mình bước tiếp trong cuộc đời. Tại vì con người mình sinh ra ai cũng có số phận hết á. Ví dụ mình khổ như thế này thì mình đâu có biết trước là tiền kiếp mình thế nào, hay là sau này biết đâu mình sẽ sung sướng hơn. Nhưng mà sống thì mình cứ có nghị lực, cứ vươn lên vậy thôi nha. Đó. Thì trước tiên cảm ơn bà con lối xóm mình đã lúc nào cũng quan tâm để chia. Không sao, con đứng, con đi đứng lại cho tập thể dục cho giảm mỡ. Dạ, con sợ nó mập quá. Rồi bà, rồi lúc trước, rồi lúc chưa có bị bệnh có hay đi chùa chiền không bà? Cũng có đi. Dạ. Hồi tôi đi được đó, hồi chùa tôi có đi. Mà hồi què tới giờ mười mấy năm nay không có đi chứ còn đi. Chắc buồn ha. Đi được rồi đi. Rồi con cháu xóm giềng rồi có chở đi đâu chơi không? Cũng đâu có đưa tôi về què rồi nó không, cháu không có chở, nó có đồ ăn nó cho à. Dạ. Có gì ăn nó đem lại nó cho nó ăn rồi thôi, chứ chở gì về què bưng cho được. Dạ. Bây giờ bệnh đây không có đi được nữa nè. Dạ. Không có ai chở đi nữa đó. Dạ. Rồi tôi nó bây giờ đi, bó tay dạ. Con cháu nói vậy dạ, tôi đi xe rồi rủ về té rồi chết rồi sao rồi nó không chở tôi nữa. Vậy là trong xóm mình có thể là con, theo con đoán không biết đúng hay không nha, trong xóm này theo con đoán có thể là cũng có thể là con cháu ruột thịt, ví dụ như không gần thì cũng là vòng vòng cũng mấy đời à. Thì cũng mấy đời chứ không mấy đời thôi, nói chung là cũng dính dáng thôi. Dính dáng dạ, thôi mình dành tình thương đi, tại vì quý khán giả Mạnh Thường Quân ở xa không có ruột thịt còn giúp đỡ hoàn cảnh nghèo nữa, thôi bà con mình dù gì cũng ruột thịt á. Con cháu ở xung quanh nè, tuy rằng con cháu là đó, con cháu ruột luôn hả? Ở đây nè đó, thấy chưa, cháu ruột nè đó, thấy cũng giống quá trời luôn nè. Đó. Không giúp đỡ nó hết đầu rồi cho tôi nói rồi đây nè. Dạ. Thì đó con đâu được đâu chú. Dạ. Mấy chú cũng thông cảm mà giúp. Con đâu nói gì đâu, con mừng mà. Con mừng, con mừng bởi vì có con cháu xung quanh. Nghèo quá chứ chứ không phải giàu, có gì giàu. Dạ. Tóc dài dài cho chị Sáu lại bá hết cho. Dạ. Nó có đồ ăn thì nó cũng đem lại nó cho. Dạ. Thì có con cháu xung quanh là mừng rồi. Chứ nhiều khi mình không có con cháu, nhiều khi tối lửa tắt đèn á, mình không có ai á, có con cháu đỡ lắm. Nhờ con cháu đi nè. Dạ. Nhờ con cháu đây gần gũi, chứ còn mấy ruột thịt không có, anh em ruột đâu không có. Dạ, anh em không có nhưng mà có con cháu ha. Dạ. Rồi đây là cái chai dầu gió đây. Chai dầu gió của Mạnh Thường Quân gửi cho những người già. Thì con xin đại diện gửi cho bà một chai à. Dầu gió hả? Dạ dầu gió, chúc bà nhiều sức khỏe ạ. À. Sức hả? Dạ. Dạ. Ai gửi cho đây? Mạnh Thường Quân là những người mà ta làm từ thiện á, ta gửi cho. Cảm ơn, gửi lời thăm
Dạ. Cảm ơn, cho tôi cũng cảm ơn. Dạ. Dạ, thôi bà gắng khỏe nha. Không có mần gì được, có tiền nữa. Dạ, dạ. Bà ơi, thì hôm nay thì con tới đây á, thì con nói lớn lớn đi cho bà nghe ha. Bà ơi, bữa nay con tới đây á là con trước tiên thì con gửi lời là coi như sẽ chia gia đình mình là cái nỗi khó khăn gia đình mình hen. Thì con sẽ chia với bà, con tới đây á là con cũng bản thân con cũng không có gì hết trơn á, chỉ có cái công sức đi tới đây thôi. Nhưng mà bây giờ con trích tiền mạnh thường quân á để sẽ chia cho bà. Để cho bà là có thể là ăn uống được các thứ. Còn ví dụ như con gửi cho cô là chị gái đó, đó là ví dụ như mình phải có phương án nào đó, tại vì mình cũng là con cháu, nhưng mà con cháu nhiều đời, nhưng mà cũng là con cháu, thì giúp đi hen. Thì bây giờ mình kiếm rượu thuốc hay là sao đó, xoa bóp hay là chăm cứu kiểu gì, hay là chăm cứu từ thiện đó. Chứ nếu mà chăm cứu ngàn trăm mấy thì một tháng là 3 triệu mấy, 4 triệu, mình đâu có chịu nổi, đúng không cô? Đó, cho nên thì con gợi ý thế này. Thì cho nên thì gia đình mình hoặc là cô rồi trong xóm hay là con cháu đi, cố gắng đi, mỗi người một ít chung tay. Không có tiền thì mình có công sức, mình tạo cái phương án. Chứ nào bây giờ nếu mà người từ thiện, nhà từ thiện nào người ta tới người ta quay mà, hay là tới người ta giúp mà ngày mà chăm cứu 100 mấy, 100 mấy, cô chứ cô biết rồi đó, dưới quê mình đâu phải dễ kiếm tiền đâu. Biết bao giờ chăm, biết bao giờ cho đủ. Cho nên đó, cái đó là phải là kết hợp vật lý trị liệu, với lại mình phải có phương án nào đó tốt hơn. Thì con chỉ là gợi ý những gì là con biết trong cái phạm vi con thôi. Còn là làm thế nào thì lo gia đình mình quyết định nha cô nha. Dạ, thì số tiền này là số tiền của chị Lan Trần, chị Lan Trần ở Mỹ sẽ giúp cho bà. Số tiền là 2,4 triệu hen. Vậy 2 triệu cảm ơn cái cô đó. Dạ cô Lan Trần. Dạ. Vậy tôi cũng cầu chúc cho cổ mạnh giỏi khỏe. Dạ, dạ được rồi, chị quý rồi. Dạ. Mạnh khỏe đừng có chuyện vậy. Dạ. Dạ rồi, con không sao, không sao, không sao đâu. Không sao. Không sao. Dạ, cảm ơn, không sao. Rồi để số tiền đó hen là chưa dạ 1 triệu hen. Rồi. 2 triệu. Rồi 2 triệu 400 ngàn là 2,4 triệu. Dạ. Rồi. Vậy bà mạnh giỏi nha bà. Mạnh giỏi nha. Rồi gắng sức dầu gió đi, có gì đau bụng nhức đầu rồi đó. Rồi tôi gửi lời thăm người cho tiền tôi. Dạ, 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 dạ rồi. Trăm năm hạnh phúc. Dạ, bạc đầu nghĩa phu thê hen. Tôi cũng khỏe. Dạ. Rồi, bây giờ thì thế này đi, bây giờ thì cũng gửi lời cảm ơn con cháu của bà xung quanh đây, các cô đây. Các cô đây hen, các cô con cháu của bà đây là cảm ơn rất là nhiều. Chúc cho mọi người, các cô, các chị, các anh, con cháu thì thật nhiều sức khỏe để tiếp tục là coi như là có thể sẻ chia với bà. Tại vì mình làm phước ở đâu cũng vậy à, mình làm phước cho ông bà của mình thì cũng càng tốt đó cô hen, đúng không cô? Nó có, nó cũng cho mình một phần vậy. Đó, bây giờ bà ghi nhận rồi đó, cái này là bà nói gì đây, phước lắm á cô. Nó cho mình hoài sao được. Thì đó. Nó cũng gia đình nó cũng lớn gia đình nó. Cho phần nào ha. Cho phần nào thôi. Thì bởi vậy con nói là dưới quê mình gán tìm phương án đi. Chứ nếu mà ngày 100 mấy triệu không có nổi đâu nha. Nếu mà ở Sóc Trăng á, thì có thể qua chùa Phật học á, là chăm cứu miễn phí rồi còn nuôi cơm nữa, tại đó là bên từ thiện. Ở Sóc Trăng có hả? Có, chùa Phật học á, chùa Phật học một, chùa Phật học chùa Phật học ở Sóc Trăng á. Cứ liên hệ đi. Dạ, ở đây là cô chú anh chị, ở đây là thuộc là tỉnh Bạc Liêu, là xã Ninh Hòa phải không? Xã Ninh Hòa, huyện Hồng Dân. Dạ, rồi bây giờ mình đọc địa chỉ mình luôn đi, có mạnh thường quân nào ở gần đây tới giúp bé qua đây đọc địa chỉ giùm anh ơi bé. Đọc địa chỉ gia đình đi, nếu mà có mạnh thường quân nào hay là anh chị nào có lòng hảo tâm tới giúp thì tới. Dạ, hiện tại thì gia đình bà cô là ở ấp Định, xã Ninh Hòa, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu thì. Rồi số nhà mấy luôn? Có số nhà không? Dạ không, ở em ở đây thì không có số nhà, ở gần gần cầu xã cầu La Diết á. Cầu La Diết hả? Dạ, thì cô chú anh chị nào mà có lòng hảo tâm thì giúp được cho bà cô qua giai đoạn khó khăn này để mà điều trị bệnh cho cô hiện tại đó thì gia đình cũng mang ơn nhiều lắm luôn á. Tại vì cô hiện tại đang bị tai biến nằm đó, rồi không có tiền mua đồ ăn, không có tiền trị bệnh đó. Rồi. Vậy thì vậy đi hen, tại vì anh post địa chỉ luôn, để tại cái vùng Bạc Liêu mình hơi sâu quá, cho nên thì có khi anh tới không được, nhưng bà con nào có thể ở gần đây giúp đỡ cũng được. Một bó rau, một ký gạo, đó là cũng là tình thương hết của chú anh chị. Thì bây giờ thì Sanh cũng xin được phép tạm ngưng video tại đây. Kính chúc cho tất cả của chú anh chị với khán giả với cô chú mình thường vương thật là nhiều sức khỏe, nhiều điều may mắn trong cuộc sống. Xin được chào tạm biệt, hẹn gặp lại.